Cái gì? Mua máy lọc nước tận 12 triệu để làm gì? Có đáng hay không? Đáng hay không thì hãy cùng Chợ Đồ Cũ Hà Nội phân tích để cho bạn cùng biết nhé. Đầu tiên sẽ là thiết kế của em Motosip Plus này. Em này có thiết kế gọn gàng, tinh tế với màu chủ đạo là màu đen, trắng. Dù đặt ở đâu cũng đều rất là đẹp và sang trọng. Bạn có thể dễ dàng mở ra kiểm tra các lõi lọc này. Máy có tới 8 lõi với 9 cấp độ xử lý khác nhau. Lọc nước đến 99,99% tạp chất trong nước. Ngoài ra, hãng còn trang bị cho chúng ta hướng dẫn lắp đặt và vận hành trên cánh của cây lọc nước này. Rất là tiện lợi. Thứ hai là cây lọc nước có hai vòi nước này với 5 chế độ lấy nước khác nhau, đó là nóng, lạnh, nguội. Ngoài ra có thêm 2 chế độ lấy, đó chính là hydrogen và bào tử lợi khuẩn. Nước hydrogen, ion kiềm, cân bằng, thanh lọc cơ thể, chống oxy hóa, bào tử lợi khuẩn giúp bổ sung 1 tỷ lệ khuẩn mỗi ngày, tăng cường miễn dịch đường ruột và hỗ trợ chuyển hóa cùng hấp thụ chất dinh dưỡng. Thứ ba là có công nghệ điện phân tiên tiến với 5 tấm điện cực giúp lọc nước sạch và khỏe. Máy lọc nước Motosip Pro Plus tạo ra nguồn nước có hàm lượng hydrogen trong nước cao tới 1.500 ppp, giúp trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả. Chỉ số ORP âm sâu lên tới âm 600 mV, gấp 3 so với chỉ số chống oxy hóa có trong trà xanh, tăng hiệu quả chống oxy hóa. Máy lọc nước Motosip Pro Plus giúp chúng ta tiết kiệm đến 84% điện năng nhờ công nghệ làm nóng nhanh chóng chỉ với một chạm. Từ đó chúng ta sẽ có những ly nước nóng nhanh chóng chỉ trong 1 đến 2 phút. Chưa hết, phiên bản Pro Plus này còn có cảm biến chống tràn và tự động khóa vòi khi bảng điều khiển ngập nước, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Ưu điểm là thế, nhưng nhược điểm của em này là giá khá là cao. Bên ngoài thị trường, một sản phẩm như này đang bán với giá là 25 triệu. Nhưng đến với Chợ Đồ Cũ Hà Nội chỉ với 12 triệu, bạn có thể sở hữu một em Motosip Pro Plus giá cực kỳ ưu đãi, lại còn đầy đủ chế độ bảo hành. Chi tiết 50 suất tại Chợ Đồ Cũ Hà Nội. Mọi người quan tâm thì ấn ngay bên dưới để được bên tư vấn. Cảm ơn mọi người đã xem hết video.